Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rãnh áp thấp nối với cơn bão số 2 trên khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Ngày hôm nay, vùng mưa dịch chuyển lên phía Bắc từ Nghệ An trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa, cá biệt có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt của khu vực này tiếp tục giảm, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Trong khi đó, phía Nam từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, mưa giảm nhanh, chỉ còn là mưa dông cục bộ vào lúc chiều tối. Nền nhiệt độ trưa chiều tăng trở lại ở mức từ 33 đến 35 độ. Mưa lớn cũng đã giảm nhanh tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay và một vài ngày tới. Các tỉnh thành phía Nam chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam. Do vậy, ban ngày sẽ có nắng gián đoạn, thời tiết ổn định hơn. Nhưng đến khoảng chiều tối, chúng ta cần lưu ý với mưa dông rải rác xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, cường độ và diện mưa phân bố không đồng đều, ít có khả năng gây ngập úng tại những vùng thấp như những ngày cuối tuần qua. Quay trở lại với các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết trên khu vực sẽ ổn định hơn trong ngày hôm nay. Mưa rào và dông nếu có cũng chỉ xảy ra trong khoảng đêm và sáng sớm tại các tỉnh vùng núi phía Tây và vùng tiếp giáp với biển thuộc Quảng Ninh. Trong khi đó, hầu khắp các tỉnh thành còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì mưa sẽ không nhiều, ban ngày trời có nắng cùng với mức nhiệt độ trưa chiều tăng lên, dao động trong ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Từ khoảng tối đến đêm trời nhiều mây, gió thổi dịu mát hơn và nhiệt độ hạ về mức 24 đến 25 độ tại vùng núi. Trong khi đó, vùng Trung Du và Đồng Bằng sẽ là từ 26 đến 27 độ. Độ ẩm trung bình lúc này tăng lên trên ngưỡng 90%. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay, khu vực thủ đô Hà Nội sẽ phổ biến là không mưa, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ tăng cao nhất đạt khoảng từ 33 đến 35 độ. Từ tối đến đêm, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm về mức từ 26 đến 28 độ. Dự báo xa hơn từ nay cho đến những ngày cuối tuần, xác suất xảy ra mưa tại thủ đô là ít, do vậy nền nhiệt độ tại khu vực sẽ luôn duy trì ở mức cao. Cộng thêm với hiệu ứng đô thị nên cảm giác trong những ngày tới sẽ khá nóng bức. Quý vị cũng nên lưu ý để có kế hoạch sử dụng nguồn điện năng cho phù hợp. Thành phố Hải Phòng hôm nay sẽ có mưa rào nhẹ trong khoảng nửa đêm về sáng tại những vùng tiếp giáp biển như Cát Bà, Cát Hải hay Hòn Dấu. Còn lại trong khu vực nội đô của thành phố, thời tiết phổ biến là không mưa, ban ngày trời nắng khô ráo, cùng với nhiệt độ trưa chiều nay tăng lên trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Từ tối đến đêm, trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ sẽ giảm về khoảng từ 26 đến 27 độ. Rãnh áp thấp ngang qua khu vực phía Bắc của Trung Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên sẽ là nguyên nhân đem đến những cơn mưa rào có lượng lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có thành phố Vinh. Dự báo mưa rào và dông xảy ra bất chợt trong ngày kèm theo khả năng có gió giật mạnh đi kèm nên là sẽ gây cản trở đến giao thông cũng như là các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, mưa sẽ giúp cho không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Rãnh mây dông dịch chuyển lên phía Bắc, ngày hôm nay mưa giảm, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng trở lại ổn định. Dự báo trong ngày trời có mây thay đổi, mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ, cho nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, du lịch và hàng không tại thành phố. Về đêm và sáng, thành phố nhiều mây hơn nhưng vẫn phổ biến là không mưa, bầu không khí dịu mát với nhiệt độ thấp nhất giảm về mức 26 độ. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, trời có mây thay đổi, từ khoảng sáng đến trưa, nhiệt độ lúc này dao động trong khoảng từ 24 đến 25 độ vào lúc ban sớm, sau tăng lên từ 28 đến 31 độ, trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 13 giờ trưa. Nhiệt độ cực đại sẽ xảy ra khoảng 13 giờ trưa đến 14 giờ chiều, nhưng cũng chỉ lên cao là 31 độ. Đến khoảng chiều tối, mây dông bắt đầu kéo đến và cho mưa rào nhiều nơi trên khu vực, sau đó từ đêm trời tạnh ráo hơn. Quý vị nên lưu ý để có kế hoạch sắp xếp cuộc sống sinh hoạt cũng như là sản xuất sao cho phù hợp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông tiếp tục xuất hiện trong khoảng chiều tối, nhiệt độ cao nhất được dự báo trong khoảng từ 33 đến 34 độ, thấp nhất về đêm giảm xuống mức 25 đến 27 độ. Mưa nắng đan xen sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Đang trong giai đoạn nghỉ hè nên có rất nhiều các hoạt động vui chơi dành cho bé. Với thời tiết như vậy thì các bậc phụ huynh nên lựa chọn cho con em mình vào những khu vui chơi trong nhà hoặc là sân khấu ngoài trời có mái che để không ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian vui chơi của các bé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!